nay mình đến Gia Me nha, mình lựa đồ, mình tính đi kiếm một cái túi. Áo này đẹp quá ha. Gửi ba lô kìa, lên xuống gửi ba lô. Đẹp ha. Có giá coi như 257 ngàn. Ơi cái này đẹp quá hả. Cái áo khoác này đẹp nè. Cái này á, cái này mà nó có cái nút này nó tiện nè. Cái nút này nó bấm vô nè. Đẹp quá. Cái áo này có giá 555 ngàn. Cái áo đó, áo này đẹp quá. Cái áo này để đi đâu là đẹp lắm nè. À trẻ trung nữa ha. Để đây một lát nữa là tính. Mấy cái quần này bữa hổm nè. Mềm mại ngon nè. Quần này có giá là 185 ngàn. Cái quần này đẹp nè. Quần này có túi nữa nè. Mà size này size gì? Đây là có cái loại này cũng đẹp. Đủ thứ ha. Này cũng đẹp quá. Cái vải này đẹp nè. Thấy không? Đủ màu hết trơn. Đây, cái này là quần quần jean hả? Quần jean. Ồ đẹp quá ha. Cái vải rất là mềm đẹp dễ sao. Ồ có bạn túi nè, nè. Đây cái túi mình cần tìm. Cái túi này cũng giống con gái vậy. Cái túi này có bé tí vậy. Mình tưởng đâu cái túi này đeo chéo chứ. Laptop à? Được chứ, laptop vừa chứ. À không không, không vừa, cái này bé tí. Giống như cái túi của mày á. Cái này nhỏ quá ha. Quay cái áo này nè. Cái áo này 657 ngàn. Đẹp nhưng mà đẹp không bằng cái áo nãy ha. Cái áo này nó dày dặn hơn, đứng tuổi hơn. Mình cần mua những cái trẻ trung á. Thì bữa nãy là cái áo này nè. Cái áo này có 597. Cái áo này cũng mắc hơn áo nãy. Cái này 600 ngàn. 557 ngàn. Nhưng mà không có túi trong, chỉ có cái túi ngoài thôi. Áo á, mình cần á, là lúc nào cũng hai cái túi trong á. Đó, để mình dễ đựng đồ á mọi người. Cái này không có. Nhưng mà nó có nhiều màu lắm nha. Có màu xám nè, màu ghi nữa nè. Đây. Có mấy cái nón này hả? Cái nón này đợi thử coi đẹp không? Đẹp không? Ủa vậy là tối thui hả? Đâu thấy gì đâu. Cái nón này hả? Nón này bằng vải nè. Cũng vậy luôn. Nó vậy thôi. Đẹp ha. Cũng đẹp. Đây có bán đủ thứ bóp hết nha mọi người. Bóp với lại dây nịt. Cái này là nón đi Đà Lạt. Bóp đủ loại bóp hết ha. Nhưng mà không có cái kiểu bóp mà mình thích. Đường lên lầu cũng có nhiều áo đẹp lắm. Cái chất liệu vải á. Cái chất liệu vải đẹp. Khoác màu vàng đẹp ra.
À, cái áo sơ mi này cũng đẹp quá. Giá bao nhiêu? Giá 257. Áo 199 ngàn. Nhiều. Còn đi bơi cũng có nữa. Nón dài. Wow. Quá trời dép luôn. Cái đôi này mình cũng đang muốn tìm cái đôi này nè. Cái đôi này nè. Cái đôi này để mình mang coi giá bao nhiêu. 400 ngàn. Để mình mang vào chân coi. Oh, đẹp ha. Ok ha. Nhưng mà nó hơi dài, nó hơi rộng. Để mình coi cái này là size bao nhiêu. Size 43. Mình thì size 42 ha. Vừa luôn. Đẹp. Cái kiểu này nó cũng có màu đen nữa. Đó. Màu đen và màu trắng. Rồi cũng có cái kiểu này nữa nè. Dành cho mấy bạn trẻ. Thoạt xin cũng đẹp. Chào mọi người. Hôm nay mình ghé Ba Bali mình ăn á mọi người. Để mình quay một vòng ở cái quán ăn này cho mọi người coi nha. Đây là Ba Bali ha. Ba Bali này ở 271 Trần Phú, phường 8, quận 5. Cái đây là nhà hàng của người Hoa nha mọi người. Để mình quay xung quanh cho mọi người coi. Mới vừa gọi cái lon này là lon, cái này là giống như là trà bí đao của mình, trà quả cúc vậy đó, trà thảo mộc. Cái lon này ngon lắm. Đây mình uống cho y như trà bột cúc của mình nữa. Ở đây mình có sa tế ha. Cái này là nước tương. Cái này là giấm ăn. Với lại cái này tương đen, cái này tương ớt để mình pha ha. Bữa nãy mình bỏ rồi, bây giờ mình bỏ thêm nước tương vô. Sa tế, giấm ăn, nước tương với lại tương ớt với tương đen luôn. Mình bỏ hầm bà lặng vô luôn. Đó, mỗi cái một chút. Mỗi nước sốt một chút. Rồi mình chấm ăn rất là ngon ha. Đó. Cái quán này thì cũng đã mở lâu rồi. Mình cũng đang ăn rất là nhiều lần rồi ha. Nhìn cái chén chấm ngon không? Không gian của quán thì chỉ có để những cái bàn vậy thôi ha. Đó, cái đó là không gian ở trước ha. Còn cái này, cái này là không gian bên trong nè. Bên trong của quán nha. Bên đây thì là toilet. Có cái cây nhìn đẹp quá ha. Đó. Ở đây có cái giếng trời. Ở trong đây thì có bàn. Ở đây có mấy cái bức tranh nữa. Mấy cái bức tranh này của người Hoa, nó dâm mi. Đó, đây là không gian của quán, toàn bộ không gian của quán nha. Đó, bếp ăn, bếp mở cho mình coi luôn ha. Đó, rất là sạch sẽ. Đây, mình có kêu hai phần. Đây, mình có kêu hai phần, nhưng đây là mình quay thiệt luôn á. Không có màu sắc, màu mè gì hết á. Bốn cục, cái này gọi là hát cái gì? Cái này là gì, sủi cảo hả? Sủi cảo, trong đây có tôm, có thịt ngon lắm mà. Bốn cục to đụng luôn. Đó. Phần này là bún gạo sủi cảo là 65 ngàn ha. Bên cạnh đó có miếng nước súp rất là ngon. Còn đây là thêm một phần nữa. Cái này là hủ tiếu khô xí quách. Mọi người thấy nhìn cái tô hủ tiếu đã không? Quá ngon. Ngon lắm mọi người ơi. Cái chỗ này là mình ăn đã lâu lắm rồi. Rồi mời mọi người ăn với mình nha.
Rồi, mình mời mọi người ăn với mình nha. Trước tiên á, mình chan vô, chan cái nước này vô. Đó. Rồi phô cục chua cảo nè. Trời ơi, có cục này to đúng luôn. Cho 4 cục. Cho bây giờ cái này là bún gạo. Có cải nữa. Người Hoa khi người ta làm món ăn người ta hay để cải đi vô lắm. Một là cải hấp, hoặc là cải luộc, hoặc cải xào. Cái cải này nè, hấp cái nước súp này nè. Cái nước súp này ngon lắm. Cái nước súp này là làm từ xương á, từ xương mà thiết quách á. Trên đây có tép mỡ nữa, có tép mỡ, có hành phi kèm theo ăn với rau nữa. Ngon xuất sắc. Thank you.
Cái này bán từ sáng tới tối luôn. Mọi người có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều luôn. Mà tối tối lại đây đông, tối quán đông. Ban ngày thì mình thấy hơi vắng, chắc có thể là bán mang đi á. Cái nước chấm này mới nãy mình pha có giấm ở trong đó nữa, giấm ăn của người Hoa, nó chua chua, nó hòa quyện với cái nước tương á, ngon lắm, cộng thêm sa tế nữa. Cái bill mình tính tiền rồi nè, đâu có mắc đâu phải mọi người, ngon chất lượng mà. Đây địa chỉ là 271 Trần Phú, phường 8, quận 5. Rồi mọi người đến ăn nha. Với mình nha, trước tiên cũng là cái sâu này. Ngon quá. Mình đang thử con sốt phô mai nha. Thật tươi, chắc, ngon lắm. Cảm giác như sốt phô mai béo béo nữa. Thank you.
nó thật ngon quá. Ăn với rau rậm nha. Có kêu thêm ly này là ly Blue Storm. Ly này là soda. Thịt vừa dai vừa chắc, rất là ngọt. Ngon quá. Ăn kèm với rau rậm nữa càng ngon. Mình kêu ba con, mỗi con là 130 ngàn. Thịt rất là chắc. Mình có thể có 4 loại sốt: bơ tỏi, sốt ớt, sốt phô mai, sốt mỡ hành. Mình làm mỗi thứ một sốt hết, mình ăn rất là ngon. Chợ Hồ thì kỹ. Ngon chưa, ngon chưa? Hay trong cái đầu nó cũng có trứng nữa mọi người. Ngon quá. Cái càng này cũng thịt không mà mọi người. Cái càng này cũng ngon á. Rồi bây giờ mình đi chỗ khác mình kiếm mình ăn tiếp nha mọi người. Bây giờ mình ghé ra cái quán mình là 150 Lý Thái Tổ. Mình có ghé mà kêu đây là mực gì, cái này là răng mực hả, răng mực sốt me chắc hả, còn này mực sa tế hả. Đó rồi mình có kêu hai con hàu. Ngon không? Không biết mọi người sao chứ mình thấy cái giá này nó hơi chát một chút. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem ha. Thì mọi người có thử muốn ghé thì ghé, còn mình review đây là ẩm thực đường phố Hồng Kông ha. Địa chỉ 138-40-42-150 Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3. Mọi người nhớ like, share, subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại clip tiếp theo nhé.